Alright, bây giờ chúng ta nhìn một số những cái tình hình on-chain, xem coi là chúng ta có thấy được là tình hình bây giờ on-chain như thế nào để có thêm một tài liệu là bây giờ những người ta đưa tiền lên trên sàn là bao nhiêu, rút ra là bao nhiêu, vân vân mà chúng ta thường hay xem hàng ngày đó. Thì trước hết chúng ta nhìn vào uh, MPI đi, đây là cái tỷ lệ, là cái chỉ số mà chúng thấy là cái thời đầu đang bán như thế nào, mạnh hay là thấp. Thì chúng ta thấy được là cái chỉ số này nếu mà trên số 2 đó, có nghĩa là thời đầu đang bán mạnh dưới số 2 là đang bán ít thì chúng ta đã thấy là ngày hôm qua ngày 9 Tây tại Hoa Kỳ thì cái chỉ số lần đầu tiên trong vài ngày rớt xuống còn còn 1,5 có nghĩa là những thời đào đã bán ít đi Bitcoin thì thường đã tổng kết cho các bạn trong vòng 7 ngày qua thì mình thấy là 7 ngày qua đó thì 6 ngày từ ngày 3 Tây tới ngày 8 Tây thì đã có cái dấu hiệu là những thời đào bán mạnh các bạn thấy là ba tây thì là 4,46 4tây 3,14 5 tây 2,71 6 tây 4,15 7 tây 4,51 và 8tây 4,07 và ngày hôm qua đi xuống đột ngột còn có 1,51 Tuy là chúng ta thấy được là trung bình thì vẫn là 3,5 nghĩa là trong giờ một tuần qua thời nàoo vẫn tiếp tục bán rất mạnh và chúng ta cũng đã biết là thời nào chỉ bán mạnh khi mà họ nghĩ là thị trường đang mạnh như là có nhiều người mua khi mà thợ đào giảm xuống cái tốc độ bán đó có nghĩa là thợ đào không có chắc chắn là thị trường có đủ sức để mà tiếp tục thu mua Bitcoin coi hay là không tại vì họ không muốn bán khi mà giá cả đi xuống họ không muốn là tại vì họ bán khiến cho giá cả đi xuống thêm thời đào đào ba bitcoin để có thể bán được giá cao đó là một cách kinh doanh của họ và các bạn thấy được là ngày hôm qua đó thì đã có dấu hiệu thời đào đã chậm lại về cái việc bán đây là lần đầu tiên trong nhiều cả tuần qua chúng ta thấy có cái dấu hiệu này kế tiếp các bạn thấy là tình hình của cái số lượng bitcoin nạp vào và rút ra như thế nào thì các bạn thấy là chúng ta nhìn vào inflow của tất cả những cái uh, sàn giao dịch như là cái số lượng Bitcoin được nạp vào trong những cái sàn giao dịch cũng như là cái số lượng được rút ra là như thế nào để chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn thì trong vòng 7 ngày qua thì nó thống kê cho các bạn là từ ngày 3 tây đến ngày 9 tây như ngày hôm qua thì các bạn thấy là ngày hôm qua ngày 9 tây đó thì có 42 nghìn bitcoin nạp trên sàn và rút ra tổng cộng là 45 000 bitcoin nghĩa là mặc dù các bạn thấy được là cái giá của Bây giờ đã có cái sự đi xuống nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là Bitcoin vẫn được thu mua và rút ra khỏi sàn nhiều ngày hôm qua nhưng mà một ngày trước đó thì ngược lại có thêm Bitcoin trên sàn. Có nghĩa là sao? Thường thì các bạn thấy được là những người mà nạp Bitcoin lên sàn nó không phải nạp để bán liền mà nhiều khi họ nạp lên sẵn để mà chờ đợi thời cơ tại vì họ nghĩ là sẽ có biến động. Thì các bạn thấy là có thể, thường vẫn chưa có chắc lắm chúng ta đang nhìn vào những tài liệu rất là mới cho nên thường cũng vẫn chưa có cái phán đoán là tài liệu này chúng ta nhìn như thế nào mới hợp lý thì các bạn thấy được là thường đó thì có thể là chúng ta thấy là một người nào đó nạp một số lượng Bitcoin lên trên sàn như là ngày 8 tây đi thì có số lượng lớn Bitcoin nạp lên trên sàn thì được dư ra là 7.000 đồng Bitcoin trên sàn cho ngày 8 tây nhưng mà ngày 9 tây thì lại thiếu hụt và ngày hôm nay lại có cái sự điều chỉnh thì có thể là các bạn thấy là những cái tài liệu này chúng ta phải tính 2-3 ngày kế tiếp coi, coi tình như thế nào có thể là chúng ta nhìn vào tài liệu ngày hôm qua thì cái số lượng Bitcoin được thu mua và đưa ra khỏi sàn nó vẫn nhiều hơn là cái số lượng nạp vào thì có thể là một hai ngày tới đây chúng ta thấy là một hai ngày tới đây thì có thể chúng ta thấy cái giá có thể là có cái sự điều chỉnh lại họ phục lại hay là tăng giá và cái số lượng bitcoin mà dư ra của ngày tám tây đây có thể là cái điều mà dẫn đến sự xuống giá ngày hôm nay ngày 10 tây hai ngày sau đó thì chúng ta hãy tiếp tục với cái lối suy nghĩ này trong vòng một tuần tới đây để coi coi là chúng ta có thể sử dụng cái tài liệu này để đón trước sẽ xảy ra trong vòng một ngày tới đây dựa theo cái thông tin bao nhiêu bitcoin được nạp vào bao nhiêu bitcoin được rút ra và các bạn thấy được là trong cái thời gian mà 7 ngày qua đó thì đã có thêm 18.000 bitcoin được à, nằm ở trên những cái sàn giao dịch đây là cái số lượng bitcoin mà có thể được bán tại vì so với lời nạp vào rút ra thì các bạn thấy được đã thêm 18.000 bitcoin rồi nhưng mà chúng ta thấy được là cái hoạt động bây giờ đó thì cho chúng ta thấy là cái số lượng Bitcoin được nạp vào và rút ra đó thì bây giờ là nạp vào là 34% của tất cả Bitcoin được nạp vào là đến từ những ví của cá voi, trong khi rút ra đó là tới 44% là được rút ra từ ví của những cá voi và chúng ta có những cái dấu hiệu là thấy được là cá voi lại bắt đầu hoạt động ở trên những cái sàn giao dịch. thường chia sẻ thêm một lát nữa để thường bây giờ chia sẻ về cái thông tin liên quan để chúng ta nhìn tổng quát Bitcoin xem như thế nào. Thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn tổng quát Bitcoin đi thì cái đường màu đỏ này là bao nhiêu Bitcoin À, đang nằm trên sàn Thì như các bạn cũng đã biết là từ tháng 3 của năm 2020 cho tới bây giờ thì đường màu đỏ này đi xuống liên tục Nhưng mà đến khoảng chừng là cuối năm ngoái đó tháng 12 thì đã có cái sự đi hàng ngang Có nghĩa là chúng ta không thấy Bitcoin rời khỏi sàn nữa Và đây là cái dấu hiệu mà chúng ta thấy những nhà đầu tư riêng lẻ đã bắt đầu có hành động Tại vì những nhà đầu tư riêng lẻ đó khi mà mua thì nhiều người mua xong là để trên sàn chứ không rút ra khỏi sàn Không giống như những cá vôi mà họ tích lũy lâu dài Không mua xong họ đem Bitcoin ra khỏi sàn cho nên cái đường màu đỏ này mới có cái dấu hiệu là đi hàng ngang Cho nên trên căn bản đó, từ cuối tháng 12 cho tới bây giờ Chúng ta không thấy nhiều Bitcoin rời khỏi sàn nữa Mà cái số lượng Bitcoin trên sàn cứ tiếp tục là giữ Trong một cái phạm vi ấn định nào đó Đây là điều mà thường đã nhận ra được Và thường muốn chia sẻ với các bạn Và một chuyến điều mà thường nhận ra được nữa là Chúng ta nhìn vào cái tài liệu này đi Đây là cái số lượng ví mà dùng để nạp Bitcoin lên trên sàn Thì các bạn thấy được là Cái số lượng ví từ giữa tháng 12 cho đến là ngày 4 năm Tây tháng 1 mới đây đó thì chúng ta thấy được là trong cái thời gian đó có cái sự tăng trưởng là bao nhiêu ví dùng để nạp tiền vào trên sàn thì các bạn thấy là càng nhiều địa chỉ ví thì là càng là dấu hiệu là những nhà đầu tư riêng lẻ nạp tiền lên sàn tại vì nhà đầu tư riêng lẻ đó thì mỗi người sẽ có một cái ví cho nên khi nạp vào thì cái số lượng ví sẽ nhiều nhưng mà khi mà các bạn thấy là những cá voi đó thì họ sẽ có cái số lượng ví ít hơn, có nghĩa là một cá voi họ có thể nạp nhiều bitcoin nhưng mà đến từ một hai ví mà thôi. Cho nên khi các bạn thấy là cái đường màu đỏ này tăng lên thì có nghĩa là nhiều địa chỉ ví được sử dụng khi mà nạp tiền lên sàn. Nhưng mà chúng ta thấy được là bắt đầu là từ ngày 6 tây cho đến ngày hôm qua đó thì cái số lượng địa chỉ ví dùng để nạp trên sàn đã có cái sự đi xuống, các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì đây có nghĩa là ít địa chỉ ví hơn được dùng để nạp uh, tiền lên trên sàn có thể đây là một cái dấu hiệu là cá voi lại tiếp tục có cái sự hành động và chúng ta nhìn vào bao nhiêu địa chỉ ví rút tiền ra khỏi sàn thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu này đi thì các bạn sẽ thấy được là cũng tương tự bắt đầu giữa tháng 12 cho đến là ngày 4 hay 5 tới tháng 1 đó thì đường màu đỏ này có cái sự tăng trưởng có nghĩa là nhiều địa chỉ ví hơn được dùng để mà rút tiền ra khỏi sàn đây là cái dấu hiệu là những nhà đầu tư riêng lẻ rút tiền ra khỏi sàn tại vì mỗi người có một cái ví thì nhiều nhà đầu tư riêng lẻ sẽ có nhiều địa chỉ ví nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là trong vòng 20 ngày qua từ thời điểm là từ ngày 5 Tây đến ngày 9 Tây là lại có cái xu hướng là đi xuống có nghĩa là ít địa chỉ bí hơn được dùng để rút tiền ra khỏi sàn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta thấy là dấu hiệu là ít những nhà đầu tư riêng lẻ hơn nạp tiền và rút tiền trong thời gian là 3 ngày qua. Mặc dù là chúng ta thấy được là cái dấu hiệu nạp tiền rút tiền nó vẫn còn rất là cao như là ngày 7 Tây là lên tới 89.000 nạp vào và ngày 8 thì 85 ngàn chỉ đến ngày hôm qua là thấp đi thôi là 42 ngàn nhưng mà hôm qua là cuối tuần đây có thể là lý do tại sao nhưng mà chúng ta thấy là tuy là cái số lượng nạp vào và rút ra vẫn rất là cao nhưng mà cái số lượng địa chỉ ví thì thấp hơn có nghĩa là có nhiều người có ví mà có số lớn bịt khôi được dùng để mà nạp vào và rút ra có nghĩa là chúng ta thấy nhiều cá vô hoạt động hơn trong thời gian 2-3 ngày qua mà bây giờ chúng ta lại thấy là giá đi xuống thì Thuận thì chỉ là suy nghĩ là nếu như mà hai ngày nữa mà chúng ta thấy giá hồi phục lại thì đã có được một câu trả lời là ít ra trong cái đợt này chúng ta có nhiều dẫn chứng cho thấy được là đợt xuống giá này dẫn đến từ những ca vôi và sau đó họ gom Bitcoin ở những cái mức mà các bạn thấy là 34.000, 35, 36, 35.000, 36.000 và sau đó giá hồi phục lại và tiếp tục con đường tăng trưởng kế tiếp và cái số lượng địa chỉ ví đó mà được sử dụng để rút ra và gửi vào cứ đi xuống trong vòng 2 ngày tới đây nhưng mà sau đó lại có sự tăng trưởng tại vì những nhà đầu tư riêng lẻ lại ao vào để mua Bitcoin khi mà Bitcoin đã hồi phục lại. Đây là một cái điều mà thường đang suy nghĩ mà thường chỉ muốn chia sẻ thôi chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra nhưng mà nếu như mà điều đó xảy ra thì thường nghĩ là đây là cái dấu hiệu cho thấy được là cái đợt xuống giá kỳ này là có những cá voi xả hàng đẩy giá xuống sau đó lại có những cá voi khác mua Bitcoin và đẩy giá ngược trở lên. Đây là tình hình của Bitcoin bây giờ. Và đây có thể dấu hiệu là một số những cá voi Một số những người mà có số lượng Bitcoin đó Tại vì họ có số lượng Bitcoin có thể là Họ thấy là Bitcoin đã tăng quá nhiều trong vòng mấy ngày đầu năm nay Thì đã tăng 25% Thậm chí là 30% cho nên họ muốn chút lời Tại vì số tiền rất là lớn Nhưng mà ngược lại những cá voi khác lại chờ sẵn để mà mua Và đẩy giá ngược trở lên Đây là cái tình hình mà tôi nghĩ đã đang xảy ra bây giờ Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tình hình tương tự Nhưng mà liên quan tới Ethereum đi Bao nhiêu Ethereum được nạp vào Bao nhiêu Ethereum được rút ra thì các bạn thấy là thực ra thống kê Ethereum tương tự như là Bitcoin Thì có một điều rất là thú vị, Ethereum hoàn toàn ngược lại Ethereum thì chúng ta thấy là trong vòng 7 ngày qua Cái số lượng Ethereum mất đi trên sàn đã lên tới 503.000 Ethereum Tại vì cái số lượng nạp vào là chỉ có 3,5 triệu Ethereum mà thôi Trong vòng 7 ngày qua nhưng mà rút ra là tính à, gần như là 4,1 triệu Ethereum được rút ra Cho nên mất đi 503.000 Ethereum Nhưng mà các bạn thấy là liên tục là 6 ngày qua chúng ta thấy là cái số lượng nạp vào và rút ra đó cái sự chênh lệch rất là lớn ngoại trừ là ngày hôm qua chúng ta cũng thấy được là có cái số lượng ethereum nạp vào nhiều hơn rút ra nhưng mà không có nhiều chỉ có 9.000 ethereum mà thôi là chênh lệch giữa nạp vào và rút ra hơn 9.000 ethereum như 7 ngày qua thì cái số ethereum vẫn tiếp tục được thu mua và rời khỏi sàn và chúng ta thấy là ethereum cái giá thì lại tiếp tục tăng lên và các bạn nhìn vào ethereum thì cũng tương tự là các bạn thấy được là năm 2020 đó Bắt đầu là từ tháng 5 của năm 2020 cho tới bây giờ thì cái đường màu đỏ này liên tục đi xuống và khác với Bitcoin Chúng ta cũng đã biết là bây giờ vẫn chưa có điểm dừng Bitcoin thì chúng ta thấy là trong vòng 2 tuần qua Thì cái đường màu đỏ có nghĩa là bao nhiêu Bitcoin trên sàn đã đi bắt đầu đi hàng ngang Có nghĩa là chúng ta thấy là những người mà thu Bitcoin đã không có rời khỏi sàn nữa Là dấu hiệu là có những nhà đầu tư riêng lẻ xuất hiện trong thị trường Nhưng mà Ethereum thì cứ tiếp tục đi xuống có nghĩa là chúng ta bây giờ vẫn chưa thấy cái sự ngừng nghỉ Của những người mà lưu trữ Ethereum lâu dài không mua Ethereum rút ra khỏi sàn dẫn đến là Ethereum cái đường màu đỏ này cứ liên tục đi xuống nghĩa là càng ngày lại càng ít Ethereum trên sàn hơn gây cái áp lực cho giá cả tại vì cái nguồn cung thì cứ từ từ mất đi mà nguồn cầu thì cứ như vậy hay là tăng lên cho nên chúng ta vẫn chưa thấy được cái sự xuất hiện của những nhà đầu tư riêng lẻ liên quan tới Ethereum tại vì các bạn thấy là cái số Ethereum trên sàn đã cứ từ từ mất đi nghĩa là những nhà đầu tư mà lâu dài đang thu mua rất nhiều Ethereum điều này vẫn đang tiếp tục xảy ra và nhìn vào một góc cạnh khác nữa các bạn sẽ thấy là Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào bao nhiêu những đồng ổn định được nạp lên những sàn đi Chúng ta nhìn vào USDC để thường cho các bạn thấy được là Nếu chúng ta nhìn vào tất cả những đồng ổn định Thì cái tình hình là như thế nào để chúng ta đi vào favorite uh, Thường sẽ đi vào tổng cộng cái số lượng của những đồng ổn định Và chúng ta cũng nhìn luôn vào Binance xem như thế nào Thì các bạn thấy được là tất cả những đồng ổn định được nạp lên những cái sàn đó Thì tuy là chúng ta thấy là có uh, nhiều những cái đồng, bitcoin và ethereum được nạp lên trên sàn ngày hôm qua. Nhưng mà chúng ta đồng thời cũng thấy cái đường màu đỏ này tăng lên bắt đầu là từ tháng 11 đi cho tới bây giờ, thì bạn thấy được là tăng không ngừng nghỉ. Nghe chúng ta thấy được là từ tháng 11 cho tới bây giờ đó, giữa tháng 11 cho tới ngày hôm qua, thì cái đường màu đỏ này cứ liên tục tăng lên, có nghĩa là càng ngày lại càng có nhiều độ ổn định được nạp lên những cái sàn và nạp lên để làm gì? Để mà thu mua những cái crypto khác. Cho nên mặc dù là chúng ta thấy là có cái số lượng Ethereum và Bitcoin đưa lên sàn nhiều hơn là bình thường ngày hôm qua, ngày chín tây Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy là cái số lượng đồng ổn định được nạp trên sàn cũng tăng theo cho thuận thấy được là cái đợt đi xuống giá này đó khi dựa theo những gì chúng ta mới thấy thì đợt xuống giá này sẽ không có sâu lắm mà sẽ có rất nhiều người chờ đợi sẵn nên mà được mua với cái giá tốt hơn và chúng ta cũng đã chứng kiến là trong thời gian làm video này đó thì giá cả đã đi xuống tới cái mức là 34.000 đô sau đó được đẩy cho lên rất là nhanh 38.000 đô tại vì sao tại vì đã có sẵn nhiều đồng ổn định nằm trên những cái sàn giao dịch rồi cho nên chúng ta mới thấy là cái đợt thu mua này là nhanh như vậy cho nên tóm tắt lại thì những gì mà chúng ta mới vừa nhìn thấy đó thì Hùng thấy được là bây giờ trong vòng là 3 ngày qua, 4 ngày qua thì cái hoạt động của những nhà đầu tư riêng lẻ đó đã giảm xuống dựa theo là cái số lượng ví dùng để mà nạp tiền, ví rút tiền để giảm xuống có nghĩa là có nhiều ví, có nhiều tiền hơn hoạt động trong giờ 3-4 ngày qua và chúng ta thấy là cái sự mà đưa tiền lên trên sàn, đưa đồng Bitcoin tìm lên trên sàn đó đã, đã nhiều hơn ngày hôm qua và cái số lượng đó có thể là những nhà đầu tư mà có tiền họ muốn chốt lời nhưng mà ngược lại cũng có những nhà đầu tư họ chờ sẵn để mà mua tại vì đã có rất nhiều những ổn định được nạp lên trên sàn chờ sẵn trong cái thời gian các bạn thấy là trong vòng 2-3 tuần qua vì lý do đó thường không nghĩ đến tôi thấy cái sự xuống giá rất là sâu điều chỉnh là điều mà rất cần thiết nhưng mà thường này không nghĩ là sẽ điều chỉnh rất sâu tại vì cái lực mua bây giờ thường cảm thấy vẫn còn rất là mạnh đây là điều mà thường nhận ra được khi mà nhìn vào những tài liệu on chain mà thường chỉ muốn chia sẻ với các bạn mà thôi đây là cái chia sẻ cá nhân và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và thường có rất nhiều những cái tài liệu khác thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà video cũng rất là dài rồi tại vì thời gian edit cũng rất là lâu cho nên thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video ngày mai thường sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị để mà chia sẻ với các bạn và hy vọng là các bạn cũng có thêm nhiều thông tin bổ ích để giúp đỡ các bạn trong cái việc là đưa ra những cái quyết định trong lĩnh vực đầu tư của mình và thuận cũng giống các bạn mà thôi nhiều bạn nói thuận là chuyên gia hay gì đó thì thường không phải thuận chỉ là một nhà đầu tư giống như các bạn à, thuận thì tiếp cận được nhiều thông tin hơn và thuận muốn chia sẻ những gì mà thuận đang làm cũng như là những suy nghĩ cá nhân của thuận để mà chúng ta cùng nhau bàn bạc về thị trường này mà thôi chứ không phải là chuyên gia gì hết thuận chỉ đơn giản là một người chia sẻ một người mà đam mê đầu tư trong lĩnh vực này mà thôi và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp và nếu như bạn là một trader hay là các bạn đang tìm kiếm những cái sàn giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể tham gia bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video để tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể tham gia vào sàn margin nepex đây là một cái sàn margin mà nhiều bạn cũng đã biết sàn này thì hỗ trợ quốc tế nhưng mà hiện giờ là không có hỗ trợ us trader và những cái dịch vụ này đó các bạn thấy trên màn hình các bạn có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây để có thể đăng ký vào những, những hỗ trợ để bên cũng thần có thể giúp đỡ các bạn cho đến những câu hỏi những thắc mắc khi các bạn sử dụng những dịch vụ này và kế tiếp các bạn đang tham gia vào sàn EMT đây là một cái sàn margin có hỗ trợ copy trade có nghĩa các bạn có thể copy những trader khác và sàn này thì hỗ trợ US cũng như là quốc tế và bây giờ thì có những ưu đãi như các bạn có thể nhận được 410 đồng tether khi mà tham gia vào sàn EMT đương nhiên có một số điều lợi các bạn cần phải theo để có được cái ưu đãi đó và sàn binance.com thì đây là cái sàn mà nhiều bạn đang sử dụng một sàn rất nổi tiếng tôi không cần phải giới thiệu nhiều và các bạn thấy là sàn này các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch khi mà tham gia thông qua liên thuận capital hay là giảm 10% phí giao dịch futures khi các bạn tham gia thông qua liên thuận capital thì các bạn chỉ cần đăng ký 1 trong hai link này thôi là sẽ được giảm 20% phí giao dịch thông thường như là giao dịch spot thì các bấm vào cái link đăng ký giao dịch spot các bạn sẽ thấy được là cái kickback rate là 20% như là các bạn sẽ được giảm 20% khi các bạn tham gia cũng như là các bạn được giảm 10% nếu như các bạn sử dụng futures còn giao dịch thông thường là được giảm 20% thì trở lại các bạn thấy được chúng ta có thể tham gia vào sàn Binance US Đây là một cái sàn mà Binance nhưng mà hỗ trợ US Trader Sàn Binance.com đã không hỗ trợ từ tháng 9 của năm 2019 rồi và các bạn thấy được là sàn Margin by Bit đây là một cái sàn mà Margin của nước nổi tiếng các bạn thấy được là phí giao dịch sẽ được giảm 10% khi các bạn tham gia vào và các bạn có thể được nhận những cái bonus khi các bạn mới tham gia và sàn Coinbase một sàn rất nổi tiếng một sàn mà rất dễ sử dụng cho những bạn mới các bạn sau khi mà đăng ký thì có thể được tặng 10 đô la sau khi deposit 100 đô và giao dịch lần đầu tiên và sàn Coinbase này là một sàn mà hỗ trợ US Anh Úc và 27 quốc gia chỉ đáng tiếc là bây giờ sang Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ thị trường Việt Nam ở thời điểm bây giờ và BlockFi là một cái ứng dụng landing có lại các bạn có thể tham gia vào đây là một cái ứng dụng rất là nổi tiếng và tham gia BlockFi thì bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô à, tùy theo là các bạn gửi bao nhiêu có hỗ trợ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác và crypto coin các bạn cũng đã biết đây là một cái trang web mà chúng ta sử dụng hầu như là hàng ngày khi mà thường chia sẻ những thông tin với các bạn và đây là những cái thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.